Hello and welcome to another video by Johnny or me. Yeah. Chào mừng các bạn một video khác của John nha. Okay, so in this video I will teach a brand new class for a Math Finland. Video này mình sẽ dạy một cái lớp toán Phần Lan hoàn toàn mới luôn. Các bạn sẽ trải qua khoảng vài buổi để mà thông qua những cái bài toán này để mà thi tuyển vào trường đại học bên Phần Lan á. So we have now three students in the class. Miss Gucci, Nguyệt and Rachel. Okay, let's start first with mathematics here. Rồi, chúng ta sẽ thử làm những cái bài này. Các bạn có máy tính sẵn chưa? You have your calculator? Yes. Có một số câu nó không cần máy tính đâu. Okay, let's try this first one then. Okay, five schoolmates, Ben, Kevin, Franz, Maya, and Alina, competed who was the quickest to build a card house. They all started the competition at the same time. Ben was ready before Alina, but later than Maya. Kevin was ready before Franz, but only after Alina. You have to select the correct order of schoolmates from the quickest one to the lowest one. Các bạn nghe có hiểu nội dung không? Dạ hiểu. You understand what they asked you to do? Yes. Bây giờ năm cái người mà bạn chung trường tên là Ben, Kevin, Franz, Maya và Alina compete, mới tranh đấu là ai là cái người nhanh nhất để mà xây dựng một cái nhà làm bằng thẻ bài á, card house. Bạn Thuận đang vô nè. They all started competition at the same time. Họ đều là bắt đầu cái cuộc thi cùng lúc. Hello Thuận. Ok, bây giờ chúng ta lại làm cái file mathematics trước nè, xong mình cứ kéo dần lên trên, sau đến cái đề thi tháng 2 là coi như bạn làm xong, coi như là lớp này kết thúc, ok. Còn chừng nào bạn nào mà muốn học advanced math á, thì mới phải dùng cái file này, toán nâng cao lên. Ok, anyway, so bài này thì mình hãy nói lại nha. Năm cái người bạn cùng trường, tên là Ben, Kevin, Franz, Maya, Alina, đều là cạnh tranh xem ai là cái người nhanh nhất để mà xây dựng một cái nhà là bằng thẻ bài card house. Họ đều bắt đầu cuộc thi đấu này ở cùng một lúc. Thì nó cho biết là Franz, Ben was ready before Alina, but only after Maya. Ben sẵn sàng trước Alina, nhưng mà chỉ sau Maya mà thôi. Kevin thì sẵn sàng trước Franz, nhưng mà chỉ sau Alina mà thôi. Thì các bạn chọn cái trật tự đúng của những bạn trong trường này, từ cái người nhanh nhất đến cái người thấp nhất, cái người chậm nhất. So what do you think? Mình sẽ để cái nội dung ở phần chat á. Option 2. Ok. Option 2, very good. Rất tốt. Option 2. Maya, Ben, Alina, Kevin and Franz. Rất tốt. Nếu mà Ben mà sẵn sàng trước Alina nhưng mà chỉ sau Maya, tức là Maya nhanh nhất, xong rồi mới đến Ben, xong rồi đến Alina. So Maya is the fastest, and then Ben, and then Alina. Nhưng mà sau đó chúng ta có gì? Kevin sẵn sàng trước Franz mà chỉ sau Alina, tức là sao? Alina nó nhanh hơn Kevin và Kevin nhanh hơn Franz. Cho nên nó sẽ theo trật tự là Maya, Ben, Alina, Kevin, Franz. Okay, that's the first question. Very good. Let's go to question. Maybe I should write it down. Ben, Alina, Kevin and Franz. Okay. Question 2. Eve left for school at 7:53 and was there at 8:05. In the afternoon, she left for home at 14:23. But since she played with her friends on the way, she did not reach home until 10:55. How much longer did the trip home last compared to the trip to school? Bây giờ cái bạn tên là Eve rời đến trường, tức là rời nhà đến trường á, lúc 7:53 và đến đó vào lúc 8:05. Vào cái buổi trưa chiều thì cổ mới rời về nhà, tức là đi từ trường về nhà lúc 2:23. Nhưng mà từ khi cổ chơi với bạn bè trên đường á, cổ đang không có tới nhà mãi cho đến 3:11. Thì nó hỏi là cái chuyến về nhà nó last longer, how much longer?
chuyến về nhà nó kéo dài nhiều hơn bao nhiêu so với lại cái chuyến đến trường. Ok, let's do this one. Các bạn đừng tắt mic nha, cứ mở lên để thầy biết các bạn còn hỏi cái gì nữa không á. Thằng Ok. nghĩ cái này là non-obvious. Say again. How are you so sure about that? Ok, nhớ là toán Phần Lan các bạn, nếu mà các bạn chọn là I will leave this question unanswered thì không được cộng điểm cũng không bị trừ điểm. Nhớ là có trừ điểm nha. Nếu các bạn trả lời sai sẽ bị trừ điểm đấy. Cho nên bốn option này mình phải chọn đúng nha. Còn nếu mà không biết thì mới chọn I will leave this question unanswered nha. So let's say trip to school 8 giờ 5 trừ cho cái 7 giờ 53 là bao nhiêu? 5 cộng 7 12. bằng 12 phút đúng không các bạn? 12 phút. It's 12 minutes, isn't it? Trip back home. Đi về nhà thì sao? 15, Đi về nhà 11 là trừ 4 cho cái 48 phút luôn mọi người. 48 trừ cho 12 phần 6 thì Đúng có rồi. 10 phần 16. Lấy cái 3 giờ 11 trừ cho cái 14 giờ 23 nó còn là 48 phút. Cho nên là lấy khoảng cách ra, lấy how much longer thì mình lấy cái bự hơn trừ cái nhỏ hơn thôi. Nó sẽ là 30 36 phút đúng không mọi người? It will Dạ be đúng rồi. 36 minutes. But the answer contain nothing of these. Nó có chữ hour thôi, mình phải chuyển thành hour, mình chuyển thành là giờ. So, how do Chia đây you 60 ra 0.6 phân thành. 36 phút thì tức là bằng 36 nhân cho 1 phút đúng không mọi người? 36 Đúng rồi, 36 phút nhân tức là 36 nhân cho 1 phút. Mà 1 phút thì lại bằng 1 phần 60 giờ đúng không mọi người? Ừ, 1 phút là bằng 1 phần 60 của cái giờ. Tức là muốn thành giờ thì là mình cứ nhân cho 1 phần 60 hay là chia 60 á. So the answer should be 36 times 1 divided by 60. You get 0.6 hours, right? Cho nên câu trả lời đúng nó phải là 0.6 giờ nha, chứ không phải là none of these đâu các bạn. Ok. Ok. Understand the question? Yes. Alright. Có video để coi lại các bạn đừng lo. Alright, so let's go to question number 3 now. What do we have? One estimation regarding the amount of water a person should drink on a hot day is need of water on a hot day equal to mass times age divided by 1000. Bây giờ một cái ước lượng đi, liên quan đến cái lượng nước một người nên uống trong một cái ngày nóng bức nó là như vậy. Nhu cầu nước trong ngày nóng bức đó nó sẽ bằng là cái nó sẽ là bằng cái khối lượng cái người đó nhân cho tuổi tác xong rồi chia cho ngàn. The unit of mass and age are kilograms and y equal to year respectively, and the result should be given in liters. Furthermore, if a person works hard during a hot day, the value should still be multiplied by 1.1. Bây giờ nó nói là cái đơn vị của cái mass á, cái khối lượng á là kilogram, còn age là tuổi tác là bao nhiêu năm tương xứng. Và cái kết quả nên được đưa ra bằng lít nha. Thêm vào đó nếu mà cái người này làm việc chăm chỉ, rất là chăm chỉ trong cái ngày nóng bức đi, thì cái giá trị này phải nhân thêm là 1.1 nữa. Multiply by 1.1. Now, Jack, 29 tuổi, trọng lượng 81 kg. He works hard on a hot day, có làm việc chăm chỉ ở ngày nóng bức. Thì cái số nào sau đây là nearest estimate, cái ước tính gần nhất của cái lượng nước ông cần. Well, should be easy, right? So 29, okay, so 81 times 29 times 1.1 and divide by 1000. Two So you point get six. how Two much? point six. Two point six Khoảng khoảng gì đó, hundred. about 2.6, right? 2.58. Yes. Nhưng mà có thể làm tròn lên được nha. You can actually round it up to 2.6.
But teacher, if we yes. do the 2.5, can we accept the result No, here? We cannot. We cannot accept that. Okay. Không chấp nhận okay. được nha. Tại vì cái số này nó cái số 8 này nó gần cái bên trên 60 hơn, cái 58 sẽ gần 60 hơn là 50 you know. Yeah. Cái số 58 này nó gần cái số 60 hơn là yeah. so với cái số 50, cho nên nó sẽ làm tròn lên chứ không phải làm tròn xuống. Yeah. Cho nên là 2.5 không chấp nhận được nha. Nó phải là 2.6 yeah. nha. Yeah. Okay, so you have to be careful with this one. Now. Cho nên bạn nào, cho nên nếu mà cái câu này á, các bạn coi lại cái bàn tính coi. Let's listen to this one. So basically, times 29 times 1.1 divided by 1000. Cái chỗ này nếu mà bạn nào chỉ lấy con số này thôi á, 2.5 á, thì là sai nha. Tại vì mình phải để ý mấy cái con số đằng sau nữa, liệu nó có làm tròn lên được hay không nha. Ví dụ như mình lấy 3 số đi, mà mình lấy là 2.583 là không được. Tại vì cái số 9 đằng sau nó có thể làm tròn lên làm số 40 ở đây nè. Nó sẽ ra được là 2.584. Đúng không mọi người? Trong các đáp án này, nó đều là có một chữ số thập phân. Cho nên làm sao? Nó đánh tiếng, nó lợi gợi ý là mình phải làm tròn là có một chữ số thập phân thôi. Tức là cái chỗ này mình phải làm tròn sao lên thành chữ 60, 2.6. You know? 2.60, 2.6. You understand what I mean, right? Yeah. Good. Okay, now let's come to question number 4. Bây giờ chúng ta có gì đây? There are four triangles in the image below. The number inside each triangle is determined based on the number at its vertices. Bây giờ có 4 cái hình tam giác trong cái hình bên dưới này. Thì cái con số bên trong chừng cái tam giác này được xác định bởi dựa vào những cái con số ở những cái đỉnh của nó đó. Vertices, vertex là cái đỉnh của nó. Thì các bạn phải tìm cái quy luật của nó. Nó hỏi là what number should be inside the fourth triangle? Cái chấm hỏi này nè. Cái chỗ chấm hỏi này nó nên là số bao nhiêu ở cái hình tam giác số 4 này. You have to find the rules here, okay? Tìm ra quy luật thì mới có thể giải thích được cái này. Hãy cho thời gian đó. You have some time now. Fifteen. Thank you.
None of these, you think so? Yes. Thuận Should nó be là none of these, 17. None of these. Sorry. There Rồi is, các bạn quy luật nó là gì? Các bạn thấy được quy luật chưa? You have found the rules here. Not yet. Nó Me chính too. Là bây giờ đơn giản thôi. Cái quy luật của nó là gì? Hai cái số cuối ở bên trái bên phải này cộng lại xong rồi trừ cái số trên đỉnh, nó sẽ ra cái số ở giữa. Tức là 7 cộng 16 nó sẽ là bằng bao nhiêu? 23. 23 trừ đi 3. Trừ cho 3 là 20 đúng không? Thì cái này 18 cộng 8 bằng bao nhiêu? 26. 26 trừ 6 bằng 20, đúng rồi. 11 cộng 6 bằng 17. Trừ 8 bằng 9. Vậy thì 12 cộng 29 bằng 21 trừ cho 4 bằng 17. Nó phải là số 17 mới đúng nha. Cho nên là không đáp án nào ở đây cả. None of these. Should be 17, isn't it? None of these. None of these. Alright, let's come to question number 5 then. Một câu hỏi triết lý. Một câu hỏi mang tính triết lý các bạn. Now, Lucas takes care of his brother's new puppy for the first time. His brother has instructed Lucas as follows. If the puppy wants to have a ball, the puppy wants to play. Which one of the following conclusions is the definitely correct one? Choose the correct answer. Bây giờ câu hỏi triết lý như sau. Lucas mới chăm sóc cái con chó con của người anh em của ảnh lần đầu tiên. Cái người anh em này đã nêu lên một điều là instructed, đã nói với Lucas là như sau nè. Nếu con chó con này muốn có một trái banh thì con chó con này muốn chơi. Nếu con chó con này muốn có một trái banh thì con chó con này muốn chơi. Hỏi những cái nhận định nào, những cái kết luận sau đây là chắc chắn là đúng, definitely correct, chắc chắn là đúng luôn, không bị sai lầm về hỏng về logic hay cái gì cả. Câu thứ nhất, nếu con chó con không có muốn trái banh thì con trái ba con nó không muốn chơi. You think it's correct? The result is the third answer. Sorry? If the puppy does not want to play, then the puppy does not want the ball. Mà cái câu này đúng không? Các bạn nghĩ thêm có chắc chắn đúng không? Có lỗ hổng về logic gì không? No, không đúng đâu. Bây giờ nó nói, bây giờ cái nó quan nó như thế này nè. Nếu con chó con nó không muốn trái banh thì có chắc là con chó con không muốn chơi không? Lỡ đâu nó muốn thứ khác để chơi thì sao? You know? Đó, đó là cái lỗ hổng về logic đó. What if the puppy wants to play but just want to play something else? You know? I think cho nên nó có lỗ hổng về logic như vậy. Sorry? I think this is option 2. Câu số 2. Nếu con chó con muốn chơi thì con chó con muốn trái banh. Trái banh đó, the ball. Nó giống như là bây giờ nếu tôi lên văn phòng phải thì tôi đi nhận lương. Nhưng mà lật ngược lại, nếu tôi đi nhận lương thì tôi có lên văn phòng không? Lỡ đâu tôi lên văn phòng tôi làm chuyện gì khác thì sao, đúng không mọi người? Nó vậy đó. Nếu mà lật ngược vấn đề lại không chắc nó đúng nha. So if the puppy wants to play, then the puppy wants the ball. Is it true? Nếu mà con chó con này muốn chơi thì liệu con chó con này muốn trái banh có chắc không? No. Nó có thể nó muốn chơi cái khác. Nó có thể muốn cái khác, đúng không các bạn? Cho nên câu này cũng bị hỏng ở logic luôn. Option 3. Nếu mà con chó con không muốn chơi đi thì con chó con không muốn trái banh. You sure? You think the option 3 correct? Có vấn đề gì logic ở đây không?
Yes, it's an option three because if the puppy doesn't want to play, Yes. then maybe the puppy does not want anything, and the bone is one option. I think it's option three as well. But if you think further, if you have dogs, you would understand. Nếu các bạn có chó, có nuôi chó, các bạn sẽ hiểu. Nếu con chó con nó không muốn chơi, thì nhưng mà nó lại muốn gặm cái trái banh đó thì sao? Tại vì nó ngứa răng hay nó bị vấn đề răng miệng nào đó thì sao? You know, what if the dog has any kind of gum diseases or things they want to just chew on the ball, you know? But it does not want to play. Well, but I still think option 3 is correct. Mình vẫn nghĩ option 3 là ổn nhất luôn á. Okay, if you don't think that my answer is correct, you can write on ChatGPT. Dùng ChatGPT thử xem. Bỏ nó vô coi nó trả lời làm sao. Mình nghĩ là option 3, I think. Okay, you have question number 6 here. Elias woke up in the middle of the night and due to power cut. It was very dark in his apartment. Elias' pencils were in one large box, and he remembered that there were 11 blue pencils, 14 black pencils, and 8 gray pencils in the box. As Elias didn't see the color of the pencil, he picked as many pencils from the box so that he would have at least 2 black pencils. At least 2 black pencils. What is the minimum amount of pencils Elias needed to pick? To ensure he would get at least 2 black pencils. Bây giờ cái người này tên là Elias, thức giấc nửa đêm và do là cúp điện đi. Nó rất là tối trong căn hộ của ảnh. Những cái viết chì của Elias nằm trong một cái hộp rất là to. Và ảnh nhớ rằng là đã có 11 cây viết chì màu xanh dương, 14 cây viết chì màu đen và 8 cây viết chì màu xám trong cái hộp đó. Bởi vì Elias không có nhìn thấy được cái màu của những cái viết chì đâu, tối om mà, ảnh mới nhặt ra nhiều cái viết chì từ cái hộp để mà ảnh sẽ có ít nhất được là 2 cái viết chì đen. Hỏi cái số lượng viết chì tối thiểu mà Elias cần phải nhặt ra để đảm bảo rằng ảnh có ít nhất là 2 cái viết chì đen là bao nhiêu. So what do you think? Nó phải làm sao nó loại được các trường hợp nha. Nó phải làm sao mà đảm bảo được một trường hợp đó là đúng. So, let's say 19 then. Bây giờ cứ coi thử số 19 xem. 19, if you pick 19, it could be 11 blue and 8 gray, right? Nếu mà mình lấy 19 cây, thì nó có khả năng là sẽ 11 cây blue và 8 cây gray mà không có cây black nào hết. And no black pencils. But 21, if you pick 21, it could be 11 blue, 8 gray, and at least 2 black pencil. Tại vì nếu mà mình lấy 21 đi, thì nó sẽ là 11 cộng 8 bằng 19 nè. Còn cộng thêm ít nhất là 2 cây black nữa. Trường hợp maximum tối đa là 11 cây blue, tối đa là 8 cây gray, và tối thiểu là 2 cây black pencil. Mọi người hiểu không? You understand this one? Yeah. 26 thì quá dư thừa rồi, 26 is like redundant, and 28, 33 as well. So the answer is 21. 21 là tối thiểu nha. Okay, if we have no question, I'll go to question number 7. Mike ran a longer distance than Tilda. Peter ran a shorter distance than Mike. Which one of the following statement is true? Bây giờ nó cho biết là Mike chạy một khoảng cách dài hơn Tilda. Peter chạy một khoảng cách ngắn hơn là Mike. Hỏi câu nào sau đây là đúng? A. Peter và Tilda chạy một khoảng cách mà bằng nhau, dài bằng nhau. B. Không thể nào nói được ai Peter hay Tilda chạy khoảng cách dài hơn. Hay là C. Peter chạy một khoảng cách dài hơn Tilda, hay là Peter chạy ngắn hơn Tilda, hay là Tilda chạy một khoảng cách dài hơn Peter, hay là sao đó. What do you think? Mm.
Mấy cái câu như vậy nó mông lung như vậy á, mình vẽ hình ra đi nó sẽ tốt hơn. For this kind of question, I would say just draw it out. You know, you have papers, just draw it out. It's easier. Like for example, here. Let's say that Peter ran a longer distance than Tilda. Let's say this is Peter. Okay? Longer distance than Tilda. So let's say that this is Tilda. Sorry, Mike. This is Mike. Sorry, M. Mike ran a longer distance than Tilda. And Peter ran a shorter distance than Mike. But we don't know. Mình sẽ không biết được là cái shorter distance than Mike nó là bao nhiêu. Nó có thể là chừng này. It could be like this. But it could also be like another one. Could be like that. Right? Cả hai trường hợp này nó đều là shorter than Mike. Hai trường hợp này nó đều là khoảng cách ngắn hơn là Mike cả. Nhưng mà nó sẽ dẫn đến một cái điều. Đó là so sánh với lại Tilda không có được, đúng không mọi người? So in these two cases, you know that Peter ran a shorter distance than Mike, but you cannot be so sure to compare with Tilda, isn't it? So it's impossible to say which one, Tilda or Peter, ran a long distance. Đúng rồi, chính xác. Không thể nào nói được người nào Peter hay Tilda chạy một khoảng cách dài hơn được hết đó. Very good. Okay, let's go to question 8. Let me just save. Okay, another question. Okay, and then we end this file, okay? Một câu này thôi là mình xong mình sẽ chuyển một file mới. Okay, please read it. Okay, let's see now. All of you choose the fifth option, which is the apple was not red. Chính xác. Bây giờ thì đương nhiên rồi. Cái trái táo này nó có vị rất là gớm.
Nhưng mà theo kinh nghiệm của ảnh là mỗi một trái táo đỏ đều có vị ngon, thì đương nhiên mình chắc chắn đưa ra một điều, đó là trái táo này không phải là màu đỏ rồi đó. So we know for sure the apple was not red, isn't it? Okay. Good. The apple was not red. Good. Okay, so this file's over. It's finished. We can go to the next file now. This is a mathematics one. Cái file tiếp theo nó sẽ là cái file này. Okay. Mathematics one. All right, let's do this one. If Lin can type a page in P minutes, what piece of the page can she do in 5 minutes? Nếu mà Lin có thể đánh máy một cái trang trong P phút đi, thì được bao nhiêu trang? Cô sẽ làm được trong 5 phút. Nó sẽ là 5 chia P đúng không các bạn? 5 divided by P, isn't it? It's 5 divided by P, very good. Right, next one will be a bit more difficult. Câu này phải tạo, câu này là phải tạo phương trình. Number 2. If Sally can paint a house in 4 hours and John can paint the same house in 6 hours, how long would it take for both of them to paint the house together? Bây giờ một mình Sally thôi có thể sơn một căn nhà trong 4 tiếng và John có thể sơn cùng một căn nhà như vậy trong 6 tiếng. Thì nó hỏi nếu mà cả hai người còn cùng sơn cùng một cái căn nhà đó luôn á thì nó sẽ tốn bao nhiêu lâu? Please do it. Phải tạo phần này, phải tạo ẩn thôi à.
Nó ra cho mọi người. You got it. Cái bài này phải đặt ẩn nha. Đặt dòng ẩn xd. Bây giờ coi x như là lượng thời gian mà, bây giờ các bạn coi đằng chat đi, coi x như lượng thời gian mà cho cả hai người này cùng cho cả hai người này cùng sơn cái nhà cùng nhau đi. Bây giờ Sally có thể paint cái house này trong vòng 4 tới tiếng đồng hồ, tức là trong 1 tiếng đồng hồ cô sơn được 1 phần 4 cái nhà. John có thể sơn được 1 phần 6 cái nhà trong 1 tiếng. Nếu mà cùng nhau thì sao? Cùng nhau thì cái lượng 1 phần 4 cộng 1 phần 6 này lại, nó sẽ nhân cho cái x, x là cái lượng thời gian mà cả hai người cùng làm với nhau á, x á. Và nó sẽ bằng 1. 1 là cái gì? 1 là chính là cái nguyên cả một căn nhà đó. Thì là 1 phần 4 cộng 1 phần 6, x bằng 1 đi. Thì mình phải quy đồng mẫu số ra. Giữa 4 và 6 thì mẫu số chung là 12. Cho nên là cái phân số đầu tiên phải nhân 3 cả trên bằng dưới luôn. Nó sẽ ra được là 3 phần 12. Còn cái phân số thứ hai phải nhân 2 trên 2, trên tử số và mẫu số luôn. Nó sẽ là 2 phần 12. 3 phần 12 cộng 2 phần 12, x bằng 1. Thì nó cộng lại nó sẽ ra là 5 phần 12 x bằng 1. Và sau đó, phân số bên trái chuyển qua bên phải thì phải đảo ngược nó lên. Thì x sẽ bằng là 12 chia 5. Thế bằng 2.4 hour xong. 2.4 giờ tức là sao? Bằng 2 giờ cộng trong 0.4 giờ. Mà 0.4 giờ chuyển sang phút này nhân là 0.4 nhân 60 nè. Nó sẽ ra được là 2 giờ 24 phút không mọi người? It's A, option A, isn't it? Nếu mà các bạn hoàn toàn không biết được cách làm bài này luôn á, thì có thể đoán được. Tại vì sao? You can guess. 4 hours for Sally, John can do in 6 hours. So together, they should finish everything like 3 hours or maximum 3 hours, right? So can you can choose option A as well. Bây giờ nếu mà Sally sơn một cái nhà trong 4 tiếng đồng hồ đi, John sơn cái nhà trong 6 tiếng đồng hồ, thì các bạn có thể đoán được là hai người làm cùng với nhau thì cũng phải ít nhất là 3 tiếng là xong, maximum tối đa 3 tiếng là xong đúng không mọi người? Tức là mình sẽ chọn cỡ khoảng A đó. Trừ khi hai người này cãi nhau trong lúc làm thôi. Nhưng mà nếu hai người làm cùng nhau thì có thể là nó phải dưới 3 tiếng. Mình đoán là như vậy. Nhưng mà có cách, nhưng mà phải đặt đặt ẩn, đó là cách mà khoa học, mà cách mà gọi là khỏi đoán á. So there are several ways to do this one, of course. Choose your way. Okay, let's go to number 3 now. Bài 3 các bạn.
Ok, các bạn ra 306, các bạn ra 2.9 là 2.9. Bây giờ những nhân viên của một cửa hàng bán thiết bị giảm giá đi, nhận được một cái sự giảm giá 20% phụ thêm nữa tính trên cái giá thấp nhất của sản phẩm. Tức là nếu mà cái giá sản phẩm đó đã giảm rồi, nó còn được giảm thêm nữa. Nếu mà nhân viên này mua một cái máy giặt máy rửa chén đi, trong một cái kỳ mà sale off 15%, thì hỏi anh này sẽ trả bao nhiêu tiền nếu mà cái giá của cái máy này lúc ban đầu là 450. So be careful this one. 15% off sales, which means you have to pay 85% of the price, right? Nếu mà nó giảm giá 15%, tức là mình vẫn phải trả 80% của cái giá gốc, đúng không mọi người? So you have to pay 0.85 of that. Tức là 450 nhân cho 0.85. And then you have 20% off additional. It means you have to pay 80% off, based on the lowest price. Được giảm thêm 20% nữa, 20% nữa, tức là mình phải trả có 80% của cái giá đã giảm rồi, tức là phải nhân cho 0.8 nữa. Đúng không mọi người? Cho nên là đáp án đúng là 306 chứ nhỉ? Isn't it? So let's see, for 50 times 0.85, oh, moment. Times 0.8, 306 mới đúng chứ? It's 306. Careful. Trả lời sai bị trừ điểm đáng chịu nha. If you got a wrong one, you get a penalty. Alright, let's try number 4 now. Bài 4 nè. Okay, you choose option D, right? Bây giờ cái giá sale price, cái giá mà bán sales của cái xe là 12.590, mà giá này đã là giảm 20% của cái giá gốc rồi, thì hỏi giá gốc là bao nhiêu? So original price giảm 20% tức là mình phải trả 80. So you have to pay 80% of that original price, right? So it's 12.590. So original price is 12.590 divided by 0.8. 12.5, oh, moment. 12.590 divided by 0.8. It's 15.737.5, isn't it? 15.735.5. It's option D. Very good. Good, you're getting better. Các bạn đang từ từ cũng quen đấy. Rồi giải phương trình thôi mà. Solve the following equation for A. Giải phương trình này để tìm ra được A.
Trừ 2.4 đúng không mọi người? It's minus 2.4. Very good. Very good. You got it. Okay, number 6. Bài 6 nè. Ok, bây giờ nếu mà Lê 6 tuổi già hơn Sư, John 5 tuổi già hơn Lê và tổng số tuổi của họ là 41 thì bao nhiêu tuổi, Sư bao nhiêu tuổi? Giờ gọi gọi X như là tuổi của Sư đi. Alright, so Lê is 6 year old than Sư, it means X plus 6 plus John là 5 tuổi dạng Lê, tức là x cộng 11 á. Thì tổng của nó là 41. So, tổng 3 người lại, x là Sue nè, Lê là x cộng 6 nè, còn John là x cộng 11 nè. Bằng, thì mình trả phương trình nữa thôi, 3x sẽ bằng bao nhiêu? 24. Và x sẽ bằng 8. So Sue is 8 years old. Very good. Let's move on to question number 7. Alfred want to invest $4,000 at 6% simple interest rate for 5 years. How much interest will he receive? Bây giờ các bạn Alfred muốn đầu tư $4,000 ở cái gọi là lãi suất đơn thuần simple interest rate là 6% trong vòng 5 năm. Thì hỏi là anh sẽ nhận được bao nhiêu lãi, tiền lãi. So we have something called simple interest rate, lãi suất đơn thuần. No, it's not 240. Không phải câu A đâu. And we have another one, the cumulative interest rate. Nó gọi là lãi suất cộng gộp. What we call compound interest rate, right? Sorry? So we usually call compound interest rate, right? No. They are simple interest rate. Nó là lãi suất đơn thuần thôi. Tức là sao? Hàng năm nó cứ cùng một cái khoản như vậy. Nó không hề cộng gộp nha. Tức là sao? Bây giờ nếu mà bạn này 4.000 đi, đầu tư 4.000 đi, thì có phải là sau một năm bạn được nhiêu? 4.000 là sau một năm sẽ có 4.000 nhân cho bây giờ lãi, tính lãi thôi nha, 0.06, nó sẽ ra 240 đồng đúng không mọi người? Đó là sau một năm thôi nha, nhưng mà qua cái năm thứ hai nó vẫn cứ tính đơn thuần như vậy, chứ nó không có cộng gộp lại, tại vì gọi là simple interest rate mà. So after 5 years he should get 1,200 chứ. Yeah. Should get $1,200, you know. Mình phải cẩn thận mà đọc đề kỹ nha, mấy cái câu này nó quan trọng là cái đề của nó thôi, mình phải hiểu đề cho kỹ. Nếu mà nó ghi là compound hoặc là cumulative interest rate đi. Compound interest rate. Nó cũng là lãi suất cộng gộp luôn nè. Thì lúc đó phải tính khác nha. Lúc đó phải tính là sau 1 năm là 240, nó cộng lại cho cái 4.000 nè. Nó là chừng này. Xong nó lại tính lãi dựa vào cái số mới này, cộng gộp mà. Cho nên nhân cho 0.06 lần nữa, lãi nó sẽ là chừng này. Xong lại cộng lại 424 gì đó. You know.
Cho nên nếu mà nó là cộng gộp nó sẽ khác lắm luôn á, 4.000. Bây giờ sau một năm là nhân cho 1.06 thì đó là cả lãi lẫn lời luôn á, cả vốn lẫn lời luôn á, nó chừng này. Xong rồi nhân cho 1.06 tiếp, đó là năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm, thì lấy cái con số này trừ cho cái số gốc, nó lại ra một cái con số mà lớn hơn cái số này, 1.002 này nha các bạn. Cho nên mình phải đọc đề kỹ, nó hỏi nó nói cái gì, lãi suất đơn thuần hay là lãi suất cộng gộp đó. Cho nên là bài này ra 1.002 nha mọi người, ổng nhận được bao nhiêu lãi trong 5 năm mà, thì là 1.002 chứ không phải là 240 đâu nha mọi người. Be careful with this one. It's 1.200, okay? Nếu mà sau 5 năm mà được có 240, ai thèm đầu tư? Nói thiệt luôn á. Đầu tư nó phải làm sao nó sinh được lời nhiều chẳng hạn. Thì người ta biết mình có đầu tư mới đáng, nó mới đáng, you know? Nhưng mà câu này mình nghĩ là phải ghi thêm cái 6% simple interest rate thì Đúng per rồi, annum nó phải nha, per thì nó annum mới trong một rõ. năm. Nhưng mà mình nói chung là một số câu nó sẽ không có rõ ràng đâu nha mọi người. You have to understand this. Mà phải hiểu được một điều là 6% là lãi suất mà thường ngân hàng nó là như vậy, khoảng khoảng vậy đó. Right, đó là một năm, tính thêm một năm á. Xong mà nó ghi là cho 5 năm. Đó. Cho nên một số cái câu nó sẽ không rõ ràng lắm đâu nha. Mình phải hiểu. You have to understand this one. Some question will not be so clear or straightforward. Now, number 8. Yes. Ok, Jim có thể bán được một cái tượng tạc bằng tay với giá 670 đô mà nó đã là một cái lợi nhuận 35% trên cái chi phí anh phải trả rồi. Hỏi cái giá này lúc đầu tốn của anh ta bao nhiêu tiền? So basically, which was a 35% profit over his cost, which mean 750, it's 1.35 times original price. Tức là cái số 670 này nó đã là 35% lợi nhuận, tức là cái số này nó bằng 1.35 nhân cho cái giá gốc rồi. So original price is 7650, divide by 1.35, lấy 670 chia cho 1.35 nó sẽ ra được là 496 chấm gì đó. Cái này nó phải làm tròn lên nha các bạn, theo vào mấy cái này nó phải làm tròn lên là số 3 nè. This one you have to round it up to number 3, you know. Okay. Question number 9. Thank you.
Alright, you think it's D, I see. 17 cent, very good. 17 xu, chính xác. Nó chính là 17 xu. Very good. Okay, number 10 now. Bây giờ nó là một cái bài nó tính điểm trung bình GPA. Bây giờ một cái người sinh viên nhận được cái tường thuật điểm từ một cái cao đẳng cộng đồng. Mình gọi là cao đẳng cộng đồng, thực sự college nó chính là university đấy, nó chính là đại học luôn á. Đại học cộng đồng ở địa phương. Và cái điểm GPA là cái điểm bình quân trung bình á, nó bị mờ đi, nó bị lu mờ đi. Thì bạn này mới học những lớp học sau đây. 2-hour credit art, tức là cái môn mà môn vẽ, môn nghệ thuật á, thì là 2 tín chỉ. 2 tín 2 giờ tín chỉ môn art. Môn sử, môn lịch sử thì là 3 giờ tín chỉ. Môn science thì là 4 giờ tín chỉ. Môn toán thì là 3 giờ tín chỉ. Và cái phòng thí nghiệm khoa học thì là 1 giờ tín chỉ thôi. Anh nhận được điểm B ở Art Class, A điểm History, C Science và B ở lớp Toán, A Science Lab. Thì hỏi là cái điểm trung bình của anh nếu mà những cái letter grades A, B, C gì đó nó dựa vào cái thang điểm 4 điểm này. A bằng 4 điểm nè, B 3, C 2, D 1, F là fail luôn không. Thì điểm bình quân của anh bao nhiêu? Thì cái GPA nó theo công thức như thế nào? Basically, nó sẽ bằng là số tín chỉ nhân cho cái điểm. Số tín chỉ của từng cái nhân cho điểm xong cộng lại. Tổng số tín chỉ cộng nó gọi là tổng số tín chỉ nhân điểm, xong rồi chia cho tổng số tín chỉ. Like for example, how do you calculate this one? Bây giờ nó GPA nó bằng gì? 2-hour credit art là 2 nhân cho art được bao nhiêu điểm? B tức là 3 điểm, 2 nhân 3. 3 giờ history thì là 3 nhân cho history được nhiêu? Được A là 4 nè, 3 nhân 4. Cộng cho bây giờ science là 4 hours được nhiêu science? Điểm C tức là có 2 thôi, 4 nhân 2 cộng cho 3 giờ mathematics course mà math bao nhiêu? B ha. Là 3, 3 nhân 3 cộng cho science lab 1 chỉ nhân cho được điểm A luôn, tức là 4 nè, nhân 1 nhân 4 nè. Xong rồi tổng cộng lại mình chia cho tổng số tín chỉ là bao nhiêu? 2 cộng 3 cộng 4 cộng 3 cộng 1 lại. Tổng cộng là nếu các bạn ra được 3.0 là đúng. You understand this one? Okay, hiểu rồi. Okay, class, but I'm not so sure if the ladies understand it. Okay, if they have no question, let's move on to 11 now. Now, let's see. It's a question about payment. Câu hỏi về tiền trả phí.
See, right? Bây giờ Simon đi đến làm việc lúc 8 giờ 15 và rời nơi làm việc lúc 10 giờ rưỡi tối. Bây giờ nếu mà làm việc trên 8 tiếng một ngày đi thì cái rate 10 đô này một giờ nó sẽ tính làm sao? Time and a half, tức là 1.5 lần á. Được nhân bonus lên 1.5 lần nếu mà làm trên 8 tiếng một ngày. So basically from 8:15 a.m. to 4:15 p.m. That's 8 hours or $80. Có phải là từ 8 giờ 15 sáng đến tận 4 giờ 15 chiều, đó là 8 tiếng không? Đó là 8 tiếng đồng hồ, tức là 80 đô. And now from 4:15 p.m. to 10:30 p.m. That's 6.25 hours or 6 hours 15 minutes. Có phải là từ 4 giờ 15 cho đến tận 10 giờ 30 á, đó là bao nhiêu? 6 tiếng 15 phút đúng không các bạn? Một tiếng có 60 phút, tức là 15 phút này là 1 phần 4 của giờ, tức là 6.25 giờ á. 6.25 giờ á. Thì bây giờ 6.25 times 10 but times 1 and a half. Tức là 6.25 nhân 10. 10 mà còn nhân cho 1.5 hệ số nữa. Thì nó có phải là 93.75 đồng không? Nhưng mà tổng cộng là bao nhiêu? 80 đồng cộng cho 9375 nó sẽ ra nhiêu? Ra 173.75 đồng đúng không mọi người? So it's actually C, very good. Good, you got it. All right, let's move on to the next one. It's 12. Grace has 16 jelly beans in her pockets. In her pocket, she has 8 red ones, 4 green ones, and 4 blue ones. What is the minimum number of jelly beans she must take out of her pocket to ensure that she has one of each color? Bây giờ các bạn tên là Grace có 16 cái hạt đậu đi. Trong cái túi của cổ, cổ có 8 hạt đỏ, 4 hạt xanh lá cây, 4 hạt màu xanh dương. Thì nó hỏi là cái số lượng hạt đậu tối thiểu cô phải lấy ra khỏi cái túi để mà đảm bảo rằng cô có ít nhất là một cái từng màu, một cái từng màu nha, ít nhất một cái từng màu. To ensure that she has one of each color là bao nhiêu? Mr. Thuận is very fast. Yes. Thì đúng rồi, nó cũng theo một cái logic tương tự cái câu trước đó thôi. Nếu mà bây giờ lấy 12 cái đi thì nó sẽ có trường hợp là làm sao? 8 cái red, 4 cái green mà không hề có một cái blue nào cả, không thỏa điều kiện đề bài. Nhưng mà nếu chắc chắn là 13 cái đi thì nó sẽ có maximum là 8 cái red, maximum là 4 cái green, nhưng mà tối thiểu là một cái blue, tức là vẫn được ít nhất là một cái từng màu như vậy. Đó. Nó cái logic nó y chang cái câu hồi hồi nãy ấy, mà gọi là cái câu gì mà quên mất tiêu rồi. Cũng màu sắc giống như nè. So 13, very good. Very good. Okay, solve the equation, please. 13. Giải phương trình thôi. Câu này nó rất là đơn giản luôn, mình phải làm sao mà mình làm miễn sao ra câu A thôi, R bằng y dài thôi. R equal to e to y, yes. Right. 14. Yes, very good, it's A, very good. 14, please. If 300 jelly beans cost you X dollars, how many jelly beans can you purchase for 50 cents at the same rate? Bây giờ nếu mà 300 hạt đậu đi, nó tốn các bạn là x dollars đi, thì hỏi bây giờ nó tôi có 50 đồng thôi, 50 cent thôi, tức là một nửa đô la nha. 50 cent is 0.5 dollars.
Nếu tôi có 0.5 đô la thì tôi kiếm được, tôi có thể mua được bao nhiêu hạt đậu ở cùng một cái mức giá như vậy? Too fast. Nó giống như là kiểu tam suất thôi. Nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Mình sẽ lấy cái 0 chấm cái dấu hỏi này nè. Nó sẽ là bằng mình lấy cái 0.5 mình nhân chéo chia ngang. Lấy 0.5 nhân cho cái 300 này xong rồi chia cho cái x này. Thì tổng cộng cái dấu hỏi này nó sẽ là bằng 150 chia x đúng không các bạn? Wait, how you get see? Sao ra C hay vậy? Em bị Viết ra nha, cái quan trọng là lỗi. ban đầu lúc đầu mình phải viết ra cái mối quan hệ của nó nha. 300 jelly beans là x dollars thì hỏi bao nhiêu bean thì mua với giá 50 cent tức là 0.5 dollars. Thì mình phải nhân chéo chia ngang lấy 0.5 nhân 300 chia cho cái x. Tức là 150 chia x. Câu A mới đúng nha. Các bạn. Careful. Now, mấy câu này cứ tưởng như dễ nhưng rất là dễ sai nha. Okay, let's do 15 now. Nói mà lương thôi, câu này cũng dễ. Okay, 22 hours. Okay, sorry, my mistake. Okay, 22 hours make $132. Nếu mà 15 hours thì hỏi bao nhiêu? Sorry. Nó cũng y chang như vậy thôi, nhưng chéo chia ngang. So 15 times 132 divided by 22. 15 nhân cho 132 chia cho 22 nó sẽ là 90 đồng. $90. Đó là cách của Việt Nam nha, nhân chéo chia ngang á là cách của Việt Nam. Well, nhưng mà miễn sao ra được kết quả đúng. As long as you get the right answer, it's gonna be that's what matter. Okay, let's try 16 now. Câu này nó cho cái phương trình nguyên đóng này, xong nó hỏi là 5x cộng 3 bằng bao nhiêu. X bằng 5.7 phải không? Xong rồi mình phải tính lại 5 nhân cho cái 5.7 này cộng cho 3 là bao nhiêu? Thầy ơi, x bằng 16 thầy ơi. Sorry again. X là bằng 6. Hình như thầy A first Bấm five. lộn á. Oh, ok. Chỗ này bấm lộn này, 2x cộng 4 này phải. Sorry. Dạ My dạ mistake. dạ Cái này là
So we have 19x Sorry, what do you say? 6. So 19x equal to 114. Oh, well, it's like 33, right? It's C. Nó là ra 33 mới đúng nhá. It's 33, isn't it? Yeah. Sometimes I make a mistake. Sorry. Okay, now let's do 17 now. You said it's C, is it? Hỏi là chị này sẽ nhận được bao nhiêu tiền thối lại thì đương nhiên là 13.4 rồi, đúng rồi. Of course. Cái giá mà $80 này là trước thuế nha. This is before tax $80. So it should be 13.4 18. You purchase a car making a down payment of $3,000 and 6 monthly payment of $225. How much have you paid so far for the car? Bây giờ nếu mà mình mua một chiếc xe đi, thì cái khái niệm down payment, making a down payment là nghĩa là gì? Tức là mình trả khoán một cái khoản ngay lúc đầu là $3,000 cho cái xe đó. Và sau đó 6 monthly payments, mỗi một cái khoản trả tiền hàng tháng là 225, nhưng mà lại 6 cái khoản đó. Cẩn thận nha, 6 monthly payment tức là mỗi tháng là 225, nhưng mà lại 6 tháng tức là nhân cho 6 nữa nha. So basically it's $3,000 plus 225 times 6. It should get you à, 4,350 á. It's about, yeah, be $4,350. Very good. Nhiều bạn có đọc cái bài này có thể bạn hiểu lầm, đó là cái 6 monthly payment là 6 tháng trả có $225 thôi. Nhưng mà không đúng nha các bạn. Tập cái chữ monthly tức là hàng tháng mà lại 6 cái như vậy. Và phải cẩn thận. Okay. Right, let's do 19 now. Mình làm câu 20 xong mình nghỉ nha. Let's do on to 20 and then we end the lesson here. You're really fast, do you? Okay. 240 cây viết mà nó bán một bộ viết là 6 cây 235. Tức là 240
chia cho 6 nó sẽ là 40. Xong rồi cái số 40 này là phải tích ý mình phải mua là 40 bộ viết á. You have to buy 40 sets. Each of them 2.35. So for pens, you have to pay $94. Staplers, 6 staplers, but they sell instead of 2. So you have to buy 3 sets. Phải mua 3 bộ stapler lận. And each of them it's $12.95. So for staplers, you have to pay $38.85. Đó, cộng lại thôi. So combine them together, you should get to option A. Very good. Đồ bấm mắt dữ vậy. Okay, so that's it. All right, so that's for number 19. Let's do 20. Chúng ta có khái niệm hàm mũ bây giờ. Thì mũ 2, mũ 3. Thì thực sự y mũ 3 là gì? Tức là lấy cái y nhân cái y nhân cái y 3 lần. 3 lần nhân nhau. Mũ 2 tức là hai cái đó nhân nhau 2 lần. Okay, so basically if y equal to 3, then y to the power of 3, it's 3 times 3 times 3. Đó, ba cái nó nhân nhau 3 lần. Tức là 3 nhân 3 nhân 3 là bằng 27. Tức là cái bây giờ y Hãy mà y mũ 3 trừ cho y nó sẽ là bằng 27 trừ cho 3 bằng 24. Cho nên tổng cộng là y mũ 3 xong mở ngoặc. Y mũ 3 trừ y nó sẽ là bằng nhiêu? 27 nhân 24. Nó sẽ ra là 648. 648, isn't it? Yes, that's the answer. Good. Và lúc mà đi thi các bạn đương nhiên là hoàn toàn được xài máy tính bình thường rồi. Hoặc là nếu các bạn có thể dùng cái máy tính trong cái laptop cũng được, nó no problem, you can use the calculator here. Nó không phải là toán cao cấp hay cái gì hay là advanced để mà các bạn phải xài sine, cos với tan hay gì cả. Nhưng nếu bạn nào phải thi mấy cái cao cấp hơn là phải dùng máy tính Casio nha, nên như vậy. Alright, so that's the end of the file. Maybe we'll do one more, maybe. Nếu mà các bạn cảm thấy như là mình đang đi quá nhanh á thì nói thầy liền nha. If you feel like we are going too fast, tell me, Thầy ơi, okay? mình có cái Say again. thầy mình có ghi ghi hình lại được không thầy, chúng mình coi lại được đúng không Có, yên tâm bữa nào cũng sẽ ghi lại hết, yên tâm. thầy? Don't worry about it, I'll do that. Rồi, bây giờ làm bài số 1 thử đi các bạn. You don't have to be so fast. Please wait for the others. Right, the normal price of the product is 200 euro. A discount of 40 euro is given. What's discount percent? Nó hỏi là cái phần trăm giảm giá là bao nhiêu? So, discount percent, it's 40 divided by 200. Zero point two or 20%, right? Quan trị tập quan. Phần trăm giảm giá, ừ, nó giảm 20% đó, ừ. Okay, let's try number two now. This class is actually quite fast. Hình xui thầy có mấy câu nãy giờ em muốn thầy chút Câu nào, em coi lại em nha. câu nào nãy có cái giờ? có cái câu mà hồi nãy là em tính cái mặt thuế lại phần trăm á thì nó hơi dở nên là có À, tính cái thuế cái câu câu hồi mà nãy cái khách sạn gì tính ra 17 cent phải có cái câu gì hồi nãy thì tính cái thuế gì ra 13 chấm mấy mới vừa What? rồi luôn là 13 chấm mấy Đâu, là đâu, 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 quay lại. 80 có cái câu Chờ chút. 80 Quay ở lại trả cái hồi nãy 80 coi. Sao ra được 80 hay gì?
ý là đã Chấm thầy chấm đây chấm. câu 17, 17 đó, Cái em này thử phải cái không? câu Câu này. 17 này phải không? Đúng Bây giờ rồi. cái giá sách là 80 đô đi. Sale tax. One moment. Cái sale tax thuế bán lẻ, thuế bán khi các bạn ơi, các bạn mua cuốn sách là 8.25%. Tức là bây giờ 80 đô đi nhân cho cái 8.25 phần trăm là nhiêu? 0.0825 8.25% tức là chia 100 á. là 0.0825 Tức là cái này là cái thuế nè. thuế Cái này là cái thuế, xong là rồi còn cộng lại cho 8.6. giá gốc của nó là 80 nữa. Thì cái này là cái giá bán mà đã có thuế nè. Dạ. Bây giờ mình đưa 100 đồng đi. Thì theo thối lại Rồi. nhiêu? Lấy này trừ cho 100 thôi, xong rồi đảo ngược mình giấu lại thôi, nó sẽ thối lại Rồi rồi. 13 đồng 4 đúng không các bạn? Dạ rồi, em hiểu rồi. À. Thầy ơi, còn một cái Yes. câu nào mà 35% á? Moment. Cái câu gì hồi nãy đâu ta? Cái câu gì bán tượng gì phải không? Dạ đúng, tại sao nó lại là Right. 1.35 nhân vậy thầy? Đúng rồi thầy, hồi nãy em không hiểu tại sao là 1.35 có số 1 ở đó. Tại sao lại có một Cái một á chính là chính bản thân nó là giá, mà đó là cái cost. Nhưng mà còn cái giá 670 này nó đã là 35% lợi nhuận rồi. Đã tính là có 35% lời rồi đó trên cái chi phí. Tức là cái chi phí của nó xong rồi nhân lên cho 1.35. Một là 100% á. 1.35 tức là nhiêu? Là 135 chia 100. Isn't it? Đây. 1.35 tức là bằng 1 cộng cho 0.35 đúng không? Cái 1 á là 100% là cái cost luôn 100% á. Rồi cái 0.35 là cái lời nè, là cái profit á. Thì nó mới lại bằng cái 670 này. Which was a 35% profit over his cost. Mà tức là cái giá 670 này nó đã lời rồi lên trên cái chi phí đã phải trả ra. Ừ, thì là 670 nó sẽ là bằng 1.35 nhân cho cái cost. Thôi. You get it now? Hay là nếu các bạn muốn làm cho nó rõ ràng hơn á, I can do that for you. Bây giờ lời 35% trên cost phải không? Nó như vậy nè. Cái 670 á nó là bằng là cái giá phải trả ra là cost nè. Xong rồi cộng cái khoản lời là 35% profit over the 35%. cost là 0.35. You got into now? Số Nó có 1 mấy nhân cho phân bất kỳ tử cái gì nó đều là chính nó. 35% tức là 0.35, you get it? Yeah. Xong rồi 670 nó sẽ là bằng 1 cộng cho 0.35 là 1.35 nhân cho cái cost thôi. Don't worry, I know. Đương nhiên thầy biết là nhiều bạn là đã lâu không đụng toán, I know. Cho nên có thể đôi khi các bạn cứ hỏi đừng lo. Any question? anh có thể tính Okay, if not, we can end the lesson here. Mình có thể dừng ở đây. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.